Hoa hậu Hoàng Thanh Loan làm vedette và nhận giải thưởng top 50 nữ lãnh đạo châu Á, Thái Bình Dương 2023. Vừa qua tại đêm vinh danh top 50 nữ lãnh đạo châu Á, Thái Bình Dương 2023, cùng diễn đàn Women Leaders Forum với chủ đề Go Green, Go Global, Hoa hậu đại sứ doanh nhân Hoàng Thanh Loan đã vinh dự đảm nhận vai trò vedette và nhận giải thưởng cao quý, nữ lãnh đạo châu Á, Thái Bình Dương 2023. Top 50 nữ lãnh đạo châu Á, Thái Bình Dương 2023 là giải thưởng thường niên với diễn đàn nữ lãnh đạo lớn nhất trong năm của WIN Global dành cho các nữ lãnh đạo Việt Nam và quốc tế. Chương trình do tập đoàn WIN Global Holding phối hợp cùng mạng lưới BSIN và WIN Global tổ chức. Giải thưởng nhằm vinh danh các thành viên tiêu biểu thuộc WIN Global với sự thể hiện xuất sắc của họ ở cả lĩnh vực phát triển kinh tế và tích cực phát triển các hoạt động cộng đồng. Đây cũng là cơ hội giúp các nữ lãnh đạo xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả để ngày càng tỏa sáng trên hành trình sự nghiệp và hoạt động cộng đồng. Được tổ chức trong suốt 10 năm qua, top 50 nữ lãnh đạo châu Á, Thái Bình Dương đã trở thành giải thưởng uy tín, có sức lan tỏa mạnh mẽ, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các nữ doanh nhân trong nước cũng như quốc tế cho sự phát triển của kinh tế, xã hội nước nhà. Năm 2022 đến 2023, Hoa hậu đại sứ doanh nhân Hoàng Thanh Loan đã có những đóng góp tích cực trên nhiều phương diện. Hiện tại, người đẹp đang đảm nhận vai trò phó tổng giám đốc công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại Đại Dương, Ocean Group. Ngoài ra, nàng hậu còn là ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Vừa qua, doanh nhân Hoàng Thanh Loan còn trở thành partner của tập đoàn nữ lãnh đạo toàn cầu WIN Global Holding. Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023, Hoàng Thanh Loan đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, các công tác vì cộng đồng cũng như các hoạt động giải trí, nghệ thuật. Với những đóng góp ấy, Hoàng Thanh Loan đã đạt được số điểm rất cao từ hội đồng thẩm định. Trong số hàng ngàn nữ doanh nhân tham gia đề cử này, doanh nhân Hoàng Thanh Loan đã xuất sắc lọt top 50 nữ lãnh đạo châu Á, Thái Bình Dương 2023. Hơn nữa, với nhan sắc trời phú và thần thái chuyên nghiệp, người đẹp còn đảm nhận vai trò vedette tại lễ trao giải năm nay. Nhận được giải thưởng cao quý, nữ doanh nhân không khỏi xúc động. Năm 2023 dù mới trôi qua được hơn 1/3 chặng đường, nhưng đã mang đến cho Thanh Loan những điều quá đỗi tuyệt vời. Loan vô cùng xúc động và tự hào khi được đề cử. Chiến thắng đề cử và nhận giải thưởng cao quý top 50 nữ lãnh đạo châu Á, Thái Bình Dương 2023. Tại đây, Loan đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các nữ doanh nhân tài giỏi trong nước cũng như quốc tế. Giải thưởng càng lớn, trọng trách càng nặng, Loan tự hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, chung tay đóng góp cho sự phát triển kinh tế và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.